Chào mừng quý vị quay trở lại với kênh của Tranh Gỗ Bùi Gia. Ngày hôm nay chúng tôi muốn giới thiệu tới quý vị một tác phẩm mới có tên là Phu Thê Viên Mãn, được làm ở trên khúc gỗ xưa. Và trên màn hình thì quý vị đang nhìn thấy một khúc gỗ xưa đã được hoàn thành. Và trước khi chế tác nên bức tranh này, bức tiểu cảnh này, thì quý vị nhìn thấy đó là xuất phát là từ một cái gốc gỗ xưa có rất là nhiều những cái rác, và chúng tôi sẽ phải đánh giá khúc gỗ ngay từ ban đầu. Và sau khi đã lọc bỏ hết những cái phần rác xong thì chúng tôi đã ra được một cái phôi gỗ. Và sau khi mà đã có được cái phôi gỗ trần lõi như này thì chúng tôi đang bắt đầu đánh giá, sắp xếp những cái bố cục của bức tranh. Và lúc này thì tôi đang giải thích để bác khách có thể hiểu được cái ý đồ của chúng tôi muốn sắp xếp lên bức tranh là gì. Ví dụ như là khi mà sắp xếp phu thê viên mãn thì cái đuôi ở đâu, thân mình ở đâu, nó dài được bao nhiêu, rồi từng vị trí của từng cái chi tiết đứng ở đó là có những cái gì, thì khâu này là tôi sẽ phải giải thích rất là kỹ để khách hàng hình dung được ra trước. Và sau khi khách hàng duyệt ý tưởng xong thì chúng tôi đã ra một cái bản vẽ mẫu, và giống như ban đầu chúng tôi sẽ sắp xếp đó là có một cái con chim công đực sẽ đứng và có một cái bộ đuôi rất là dài, sau đó là có các cái kết cấu của những bông hoa và cái tỷ lệ làm sao cho phù hợp. Đến khâu làm phá thì khâu này chúng tôi sẽ sử dụng những cái mũi để rạch những cái đường rạch, tạo ra những cái hình thù đầu tiên. Bởi vì cái khúc gỗ xưa này thì chúng tôi có thể sử dụng những cái mũi để vạch, còn lại những cái phần gỗ khác thì chúng tôi sẽ phải dùng đến những cái phần đục nhiều hơn. Và đây là khâu đầu tiên quý vị đang nhìn thấy. Chúng tôi dùng những cái mũi để tạo ra những cái bố cục và đường nét. Sau khoảng 3 ngày làm việc thì đã ra được những cái nét đầu tiên mà quý vị đang nhìn thấy ở trên bức tranh. Phần bố cục của con chim đực và con chim cái cộng với lại những con chim con, và phần hoa lá đã được chúng tôi chia các cái tỷ lệ và các cái vị trí để nó phù hợp với tổng thể của bức tranh. Sau đó là chúng tôi sẽ phải dùng bằng những cái cây đục, bởi vì cái phần khâu này là cái khâu mà cần đến cái sự khéo léo cũng như là cái truyền tải được cái đường nét riêng của Bùi Gia vào trên bức tranh. Chính vì như vậy cho nên là khâu này chúng tôi sẽ phải cần dùng đến rất là nhiều những cái cây đục để tạo nên đầu tiên là bông hoa mẫu đơn, và sau đó là đến từng cái chi tiết của bức tranh. Quý vị nhìn thấy đó là giờ đây thì tác phẩm đã ra được những cái hình khối đường nét từ cái phần đuôi. Chúng tôi cũng phải dùng đến rất nhiều những cái cây đục nhỏ, những cây đục tỉa để tỉa được cái bộ đuôi này. Và tôi đã có một cái phần tính toán vui, đó là chúng tôi có lẽ sẽ phải sử dụng khoảng độ tầm 600 đến 700 nghìn nhát đục, cả mạnh cả yếu, để tạo nên cái tác phẩm Phu Thê Viên Mãn này. Và sau khi hoàn thiện xong thì quý vị sẽ được cảm nhận một cái phôi gỗ từ xù xì cho đến khi hoàn thiện thì đã ra được một cái tác phẩm tiểu cảnh Phu Thê Viên Mãn với hai vợ chồng và ba đứa nhỏ ở bên dưới, với một cái ước mong đó là tạo được cái sự đầm ấm, gắn kết, mang lại cái sự bình an trong gia đình của nhà bác khách hàng. Và qua đây thì cũng là một cái sự trải nghiệm của khách hàng đối với những cái tác phẩm của Tranh Gỗ Bùi Gia. Chúng tôi xin được cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm và theo dõi. Xin cảm ơn Tranh Gỗ Bùi Gia, thưởng thức mỗi ngày, trường tồn giá trị.